Em thính mũi em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Được ạ. Em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Dạ em phụ thuộc vào cái bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cái bản mặt ha. Xin mời gia đình nhà gái. Chào cô bé xinh xắn. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Rồi, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, em tên là Trần Thị Huỳnh Như, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Bình Định, hiện đang là giáo viên mầm non. Vậy hả, ở đâu, em dạy ở đâu? Dạ, em đang ở quận 9 đó chị. Mời em trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào quý vị em. Khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em Nguyễn gì? Nguyễn Ngọc Sơn. Quê em ở Bình Định. Hai người cùng quê ha, mừng rồi đó. Em ở huyện nào ở tỉnh Bình Định? Em ở Phù Mỹ. Em ở Phù Cát nè anh. Phù Mỹ, Phù Cát sát bên luôn á. Dạ. Thì hiện tại em đang làm việc ngoài Hà Nội ạ. Em làm gì Hà Nội Sơn? Em đang làm ở phòng khám nha khoa. À, nha khoa Hà Nội. Sao cười dữ vậy em? Trước đây em học chính là sư phạm thể dục thể thao, và cũng có một chút gì đó nó có duyên với nha khoa, nên sau một thời gian thì lại chuyển ra Hà Nội. Ủa sao em làm nghề nó không hả? Không có liên quan tới cái em học hết trơn hả? Em vừa mới nói tới, gọi là em giới thiệu em xong cái bên đây bạn gái cười quá trời luôn. Giờ chị muốn biết tại sao cười dữ vậy? Khi nghe anh nói là anh làm nha kho, tại vì răng của em nó không được đẹp quá. Răng không được đẹp. Dạ, cho nên bây giờ gặp một người làm nha khoa mừng quá hả em? Dạ em. Nhưng mà đừng vì cái răng mà bấm nha. Bây giờ em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho cái bạn bên kia nghe đi. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Em thính mũi khu giác đó chị. À, em phân loại mùi vị rất là tốt đúng không? Em đánh hơi á. Em có nghe hơi hám gì bên đây, có gì tốt không em? Dạ em thấy có chút gì đó cũng được ạ. À. Bên đây dầu thơm thơm vất luôn á. Bây giờ cái điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm yếu của em là em hay quên. Rồi em trai, điểm mạnh điểm yếu em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em chân thành, biết quan tâm chia sẻ, có thể hỗ trợ được cái công việc nội trợ trong nhà. Em thì thích chơi nhiều môn thể thao, thích là trồng cây, nuôi cá cánh. Có điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì đôi khi do thẳng tính quá, đôi khi hay quên, cộng hơi ít nói ạ. Bạn kia thích chơi thể thao, còn em thích nghệ thuật không? Dạ em thích hát và hát hay không? Mặc hỏi hát hay không khó nói, cứ hát xong biết tại liền. Tại vì cô giáo mầm non á, cho nên rằng á là có nhiều cô giáo mầm non hát cũng ấy lắm. Em thấy em hát hay mà. Em hát thử đi em. Dạ vậy cho em xin phép được hát. 2, 3, bắt đầu. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi, em đã đến ngay đây rồi. Có khi đi ngang nhau, bước qua không quay đầu, lần sau cuối gặp nhau đừng chờ chấm năm. Mình yêu nhau nhé anh ơi, đừng tìm nơi đâu xa xôi, một người yêu riêng em thôi. Em bị đi đâu không? Em hơi hồi hộp, cái thứ nhất thứ hai nó bị quá hồi hộp, em quên lấy hơi. Vì quá hồi hộp, cái tông nó hơi cao, cũng có lúc gió nó hơi mạnh, nó cũng lạc qua chút xíu. Như vậy là bên kia có ca hát, bên em có thích ca hát không? Dạ cũng có. Em có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình ngắn nhất là bao lâu? Mối tình ngắn nhất là 6 tháng. Mối tình dài nhất? Dài nhất là 3 năm. Như tại mối tình đầu tiên ạ. À? Là do lúc đó còn học cấp 3. Còn em? Em có 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là mối tình hồi học cấp 3. Cái thứ hai là em đơn phương, mối tình đơn phương. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Đến với chương trình thì em hy vọng là em sẽ gặp được một anh như trong mơ của em thôi. Cao 1m62 đến 1m70 là được rồi. Cao hơn thì có được không? Dạ lỡ cao quá hả? Dạ em phụ thuộc vào cái
bản mặt của anh đó như thế nào nữa. Phụ thuộc cho bản mặt ha. Thôi chị thay em, chị qua chị coi cái bản mặt coi sao nha. Trời em. Em mét nhiêu vậy cưng? Dạ em mét 8 ạ. Mét 8 luôn em ơi. Được không? Được hay thôi bỏ. Không, em coi mặt ảnh như thế nào nữa, cái tính cách của anh đó như thế nào nữa. Có tính tình đúng không? Dạ, sống thiện lành ạ. Không hút thuốc. Em hút thuốc không? Không, dạ không chị. Không, không hút thuốc. Có thiện lành không? Dạ có. Có. Và có bàn chân đẹp á chị. Em thích con trai có cái gót hồng á. Trời ơi, trai mà gót hồng hả? Em thử cái gót em coi ơi. Hay là xám? Gót này em... hồng chưa chị Vân? Không, gót có màu vàng rồi. Gót trai rồi. Quá mà. Gót làm ruộng không à. Gót này đen rồi. Sao gót của em có coi. Hồng không? Dạ chắc cũng gót em cũng như gót anh Linh. Như gót anh Linh luôn hả? Con trai gót hồng khó lắm chị Hai ơi. Nghĩa là nó chết rồi. Kiểu đẹp á anh. Đẹp đẹp á, bàn chân đẹp, có đẹp không? Bàn chân đẹp á. Đâu em thử em bỏ đôi giày ra coi đâu chị. Chị coi giúp em với chị. Đưa gót lên chụp hình gửi qua bển thôi. Tao tìm người yêu nó phải rõ ràng. Không, cái gót bạn này cũng hơi hồng. Gót bạn này không phải là vàng trong như là của anh Linh, hiểu không? Hả? Gót này nó cũng rất lẻ lắm rồi. Đưa mượn coi. Nè, nó gửi qua coi hình luôn đi. Ừ. Đó. Đó, cái bàn chân đó, đây hồng cái gót không? Này hồng chị đó. Dạ coi ở trên cái chân này nè chị. Trời ơi. Ở cái trên này nè chị, cái nào? Cái mu bàn cái chân, lông chân hơi nhiều được không? Lông chân ít thôi chị. Gì nữa? Dạ, em cũng hơi nhiều lông á. Bạn này nhiều lông cho bạn không biết bạn trai có nhiều lông. Chân không có lông đúng không? Dạ không, ít thôi chị. Ít chút đỉnh thôi. Chút lông hả? Thôi giảm giá thôi, giảm giá. Nói chân lên cứ chụp luôn coi. Rồi. Kiểm tra hai hình nè, coi đi. Rồi cũng hườm hườm thôi em, không có nhiều. Quẹt nha. Quá, dạ, được à. Quẹt quá còn lộn được, hình rồi. Nữa nha. Rồi đúng gu luôn rồi. Đúng rồi. Chưa? Trời ơi, hồi hộp tôi cũng mướt mồ hôi luôn nè. Rồi đó, được đây chưa? Đây bây giờ anh coi bên nhà gái tôi đó. Dạ, em chào ta anh. Đẹp, ta có quyền. Gái. Em nói cái gu của em đi, chị chụp luôn hình gửi cho em nè. Thích có cái nụ cười có duyên. Ừ, có duyên, khỏi quá cầm. Duyên rồi. Với quá cái có mặt duyên. Mình nhìn nó hơi phúc hậu một tí. Rất là phúc hậu luôn. Rồi, gì nữa? Chân tay gì có chụp hình gì không? Tay hơi dịu dàng. Có nhiều lông được không? Ừ, không hả? Dạ. Đâu có nhiều, cái này giảm giá chút đỉnh thôi, không có nhiều. Được rồi. Nè, tí nè. Chụp hình cho nó mới tin chứ. Chụp hình luôn. Nay tôi còn là chụp hình tay chân lông lá vậy không rồi trời. Nè. Được chưa? Nhìn được. Thế không làm mối nó cũng khổ vậy. Khổ lắm. Dạ, coi lấm đồng tiền không à? Dạ, coi. Coi, rồi đó, ngon luôn. Còn gì nữa không? Để chụp luôn lúc. Dạ thôi. Tôi thấy cái trường hợp này nên cho các bạn gặp nhau đi. Chứ giờ hỏi người mình... thân thì đương nhiên phải hỏi người thân rồi. Chứ bây giờ không là chụp hình từ sáng tới chiều. Đúng rồi, không nổi đâu. Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em gái cùng các chị đồng nghiệp ạ. Dạ em chào chị Hồng Quang, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em là Kiều, là dì của Bí Như. Em đến từ Bình Định. Em có nhận xét bạn trai bên này như thế này. Bạn trai này rất là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định. Được đã Bí Như ơi. Được ạ. Yeah. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với hai anh chị cùng đồng hương ạ. Dạ đầu tiên em xin chào anh Huyền Linh và chị. Rồi mình thấy hai bạn có nhiều điểm chung là cùng ở Bình Định, cùng hiền lành, cùng thiện tính. Khi hai bạn đến chương trình này thì các bạn có duyên với nhau. Mình nghĩ là hãy tiếp tục cái duyên đó và tiến tới với nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Mở rào đi. Mở rào. Mở rào. Hôm nay đến chương trình thì anh có một món quà tặng gửi tặng em. Thì cái cây này là cây hạnh phúc, thể hiện sự may mắn, là một ngôi nhà. Đó nó cũng thể hiện là cái ước mơ của anh. À, có một gia đình nhỏ sống hạnh phúc bên một cái mái nhà đầy cây xanh và hoa. Dạ em cảm ơn anh. Dạ đến với chương trình em cũng gửi tặng anh một món quà. Cái này đôi vớ à. Giống như lúc nãy em có nói là em con trai có bàn chân đẹp, nhưng mà đó không có nghĩa là lý do mà bàn chân xấu thì em không thể mở lòng mình. Tặng đôi vớ để bảo vệ gót sen chân hồng. Gót sen hồng. Dạ. Cái cây này là cây của em tự trồng hả hay sao? Cái này là em tự trồng từ cái thiết kế cái bối cảnh. Em tự làm hết đó. Rồi hai đứa ngồi đi, ngồi nói chuyện đi. Không biết là cái cảm nhận của em đầu tiên khi gặp anh là như thế nào nha.
Dạ em thấy anh thiện lành. Chỉ có các chiều cao là nó ngoài sức tưởng tượng của em đúng không? Dạ đúng rồi em. Nhưng mà đẹp không? Dạ đẹp à. Anh có cảm nhận gì về em ạ? À? Mới rào ra thì tim anh nó hơi đập, hơi loạn nhịp. Anh muốn hỏi em á nhiều hơn một tí. Dạ. Rồi anh... cái hình mẫu người yêu của em như thế nào? Chân thành, thật thà và biết quan tâm chăm sóc. Dạ. Có một cái câu nói này mà anh cảm thấy là rất là tâm đắc, là khi đời đã khổ rồi xin yêu đừng có khổ. Nên anh muốn có một cái người yêu của mình á biết quan tâm chia sẻ, và khi mà cả hai gặp khó khăn gì đó thì cả hai cùng nhau cố gắng để vượt qua. Nếu như mà chúng ta hôm nay có đến được với nhau, sau này mà mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp, anh sẵn sàng vào đây với em chứ? Anh cũng có cái dự định là trong khoảng tầm hơn một năm đến một năm rưỡi thì em cũng sẽ chuyển vào trong này. Dạ anh có thể hát tặng em một bài hát được không? Dạ. Đứng lên. Cho nắm tay nhé. Dạ. Ánh mắt yêu thương ta trao nhau phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình nguyện chung lối nhé em người ơi. Rồi là câu chốt hạ là câu cuối rồi. Đó thấy hai bạn này rất là hợp, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cũng rất là hợp với nhau, gần như là nó rung rinh trái tim của chàng trai Bình Định luôn rồi. Mà cô gái cũng có cảm giác là có cái duyên nào đó, hình như duyên âm chẳng hạn, nó đến với mình không? Hai bạn cũng vậy, gần như là nó hợp với nhau từ lúc nào đó rồi đó. Mà ngày hôm nay nó xuất hiện ở trên sân khấu này. Còn em gái cảm giác thế nào? Cảm giác tuyệt vời á. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Em à, tuyệt em không vời. Nói nên không biết nói gì luôn. Em cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chương trình. Chúng ta lấy tay vào bài hát thôi. Nào. Chuẩn bị. Chúng ta sẽ bấm nút hay là không bấm nút? 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, hãy nắm tay nhau. Nắm tay liền. Bây những giờ nụ cười là rất là mãn nguyện. Và chúc mừng các bạn. Bây giờ trước mắt mọi người, gia đình hai bên thì em trai hứa điều gì đi. Em chào các chị. Thì em cũng, trước tiên thì em cũng cảm ơn các chị và chương trình đã có tạo cho em một cái cơ hội để được quen biết bạn được. Thì em cũng qua cái chương trình này thì em cũng xin hứa là sẽ cố gắng để mình được sớm được gần nhau hơn. Rồi. Và chắc chắn một nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện. Nụ hôn đầu tiên. Rất là dễ thương. Hai đứa rất là tự nhiên luôn á. Không, bé này một nó trong... cực kỳ thật thà luôn. Đúng bé rồi. Này. Chúc mừng hai em. Sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị dễ gọi là ngủ nướng, ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi, con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Nghề gì? Dạ con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. À, dạ. Ở quận mấy? Dạ con làm ở bên quận 5 chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Văn và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại đừng cũng đang nói vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha. Con nói cái điểm mạnh, điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thực sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng đúng mà ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con...
có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Ngủ nướng tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên, quên tên người đối diện. Rồi dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn dạ. Ưu điểm? Dạ ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ nhây, giống như nhây là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Không, con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích, gọi là thích đi du lịch. Rồi hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình dạ. nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình con nào nói đó. Đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn nhưng 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ nên trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi cô. Ở không gần 2 năm dạ. rồi hả? Trời ơi, đây ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối con dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là dạ. nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích dạ, không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 mét trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc con, sao? Dạ tóc thì chấm ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà cái vấn những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là nàng một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà thì gái đó coi nè, sao nha đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Chào chú Huyền Linh. Trời chào công chúa đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình đó. Ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan tường gì đó. Ba cái dạ. nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được à. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Không. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó nè, đó nè, tính. Tính hàng giờ luôn á. Chứng khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương.
rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà, thợ sửa ở ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? Dạ, hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Và hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc cũng lén mẹ có một cái quỷ duyên gọi là quỷ đen ấy, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người gọi là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, nên chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang gọi là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình đó phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À, tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là hợp lý. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát. Con được hát không? Một đoạn thôi nha.
Rồi sao anh đêm lung linh và tình sống nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đã lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả, để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi cho nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình cái này là về phía anh thôi, nhưng mà anh mong ở cái góc độ là em là bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường, và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con. Vượt qua được cái dạ. Đó. Vậy thôi, bình thường đó mà. Mình là dân tập gym đúng không? Dạ. Là mình khỏe lắm đúng không? Dạ. Ngày hít đất bao nhiêu cái? Dạ, bình thường mỗi ngày hít đất thì tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Rồi bây giờ mình là nhà gái cho nên là bây giờ mình giới thiệu trước đi. Dạ, dạ em tự sự giới thiệu, em họ tên đầy đủ là Nguyễn Võ Kim Hiền. Hôm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của em là điều dưỡng. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn bạn trai? Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai MC dễ thương và tất cả khán thính giả trong trường quay của ngày hôm nay ạ. Ủa tôi tưởng đâu có thêm một MC nữa không á. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Đặng Phú Thịnh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ em đến từ Tây Ninh. Và dạ, công việc hiện tại của em là tài xế. Trước đó là em học theo đuổi quản trị kinh doanh. Kinh doanh sao cuối cùng ra làm tài xế? Dạ lý do là em muốn tiếp cận thị trường. À muốn trải nghiệm ha. Dạ. Rồi từ từ chúng ta mới phát triển cái nghề của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Biết đâu sau này sẽ làm dịch vụ cho thuê xe. Đúng rồi. Rồi dịch vụ liên quan tới gọi là du lịch này kia. Dạ ha? Ok. À, bây giờ mình nói một chút ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á, là biết nấu ăn. Thứ hai là thích chơi thể thao fitness. Thứ ba là ca hát, nghệ thuật. Fitness là tập gym á hả em? Dạ đúng rồi chị Lan. Vậy là bên đó muối dữ lắm hả? Sao? Mười mấy muối luôn á. Đi qua coi liền. Tò mò mấy cái này. Nghe muối là khoái rồi. Dạ em chào chị Lan. Chắc vậy chắc. Dạ. Chắc vậy chắc. Dạ. Tay cũng chắc lắm à. Tay cũng chắc lắm à. Thôi đi. Thôi đi. Bây giờ nghe chị hỏi nè. Dạ em nghe. Mình là dân tập gym đúng không? Dạ. Là mình khỏe lắm đúng không? Dạ. Ngày hít đất bao nhiêu cái? Dạ bình thường mỗi ngày hít đất thì tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Tinh tiến chứ không tinh cái chưa? Hít đất nhẹ thôi. Dạ. Tinh tiến mà. Làm tiếng rưỡi hai tiếng coi chơi coi. Làm thấy mệt thì thôi nha. Trăm mấy rồi đó. Nửa tiếng anh. Hả? Nửa tiếng chưa? Đó, 1 tiếng rưỡi rồi đó. Dạ. Hay quá, mới đó mà đã 1 tiếng rưỡi hít đất rồi. Nói thôi chứ nhìn cái hành động thôi, hít lên nó xuống nó nhẹ nhàng, nó giống như kiểu như nhảy dây vậy đó. Giờ con mời chú. Giờ con mời chú. Trời. Chú nói là chú cũng cứng dữ lắm. Cho nên là bây giờ con xin được mời chú là chú làm sao mà để cho con thấy là chú cũng cứng giống bên đây. Chú dạ. Lúc cứng lúc mềm nha. Chứ không phải lúc nào cũng cứng nha. Thành ra bữa nay không biết mềm hay là nói. Dạ rồi. Làm khó quá. Mày hít mấy cái? Dạ có mấy chục cái à. Chú lên.
ác quá. Thôi được chú ơi, chú. Hả? Được rồi. Hai nữa đi. Con tin rồi. Để cho chương trình còn tiếp tục quay. Thêm cái nữa đi. Thôi. Đừng có dở. Tiền đình luôn. Nó rung chân luôn rồi. Ráng vậy thôi. Ráng đúng như thật ra mềm xèo rồi. Dạ. Con thấy đúng. Con hơi xài thì con thử thách chú rồi. Thôi con đi về đây con kiểm tra vậy là được rồi. Được chưa? Ngon. Trời. Nhà trai hơi bị ngon à. Ngon lắm em ơi. Từ ông Mai cho tới bên đàn trai là khỏe lắm á nha. Rồi hồi nãy giờ là giới thiệu về điểm mạnh rồi, còn điểm yếu là cái gì nè, nói luôn nè. Dạ là điểm yếu của em là hay quên thôi. Với hay bị trễ giờ xíu. Rồi thôi bây giờ tới nhà gái nè. Điểm mạnh, điểm yếu là cái gì? Dạ điểm mạnh của em thì cũng là biết nấu ăn, biết làm bánh. Em sắp xếp với quản lý công việc cái trong cuộc sống, những cái điều trong cuộc sống thì nó cũng tốt. Dạ. Em thì cũng hơi ít nói với lại hướng nội á, thì đó cũng là khuyết điểm của em. Thỉnh thoảng thì em có cái tính cầu toàn á chị. Tức là trong công việc thì em luôn muốn làm tốt nhất á. Cho nên là nhiều khi người ta nhìn vào thì người ta nghĩ là mình khó tính. Không, chị thấy là những cái em nói là những cái điểm yếu của em đưa ra thì chị thấy nó cũng hợp lý, nó không có cái gì gọi là yếu đâu. Yeah. Cái cầu toàn nó cũng là một cái điều mà mình cũng nên có cái tính đó để mình hoàn thiện mình hơn. Còn ví dụ như là em người hướng nội thì đây bên kia là dân tập gym nên tiếp xúc với lại nhiều người ở bên ngoài thì nó cũng hỗ trợ được cho em. Rồi còn bên kia thì là hơi hay đản trí hay quên thì em lại là cái người giỏi về cái việc sắp xếp. Đó thì rồi, được rồi đó, con thấy sơ sơ là được rồi đó ông Mai ơi. Đúng không? Dạ. Vậy thì nhà gái cho nhà trai biết chút xíu đường tình duyên đi. Dạ chú Quyền Linh là con trước giờ có 2 mối tình. Mối tình gần đây nhất con chia tay là cũng được gần 1 năm rồi. Tụi con quen nhau chắc cũng được 7 tháng á. Xong mình chia tay được 1 năm. Sao chia tay vậy? Dạ thì lúc đầu cũng hợp biết cũng vui lắm chị. Sau rồi mình thấy mình bàn về những cái quan điểm về hôn nhân lâu dài á thì mình thấy bất đồng, em thấy nên là dừng lại, không có nên kéo dài. Chào nhà gái. Chào chú. Lúc đầu cũng vui ha. Dạ. Thì sao từ từ nó hết vui ha. Dạ. Làm sao để có thể vui suốt cả cuộc đời luôn, rất là khó. Chúng ta phải cần tìm hiểu nhau rất là kỹ. Hồi nãy là bạn có nói là bạn chia tay là vì không bất đồng quan điểm về hôn nhân. Khi mà bàn về những vấn đề hôn nhân thì bị bất đồng. Vậy thì cái quan điểm về hôn nhân của em là như thế nào? Giờ mình nói luôn để lỡ có bất đồng thì thôi. Nếu bất đồng ngay từ đầu, chia tay ngay tại sân khấu này luôn. Dạ. Thì con nghĩ là người đàn ông thứ nhất là phải có một cái công việc ổn định. Đúng. Độc lập về tài chính. Đúng. Rồi có trách nhiệm trong công việc lẫn trong cái cuộc sống gia đình nữa. Đúng. Cái người đó phải rộng lượng, biết đối nhân xử thế chú. Chứ không có tính toán khét nét chi ly từng cái nhỏ nhặt quá. Biết chia sẻ quan tâm với là những cái công việc người ta hay kiểu bảo thủ cổ suý cho việc là dọn dẹp nấu ăn phải là của phụ nữ á chị. Thì mình nên chia sẻ một chút. Rồi. Con thì con cũng biết nấu ăn nhưng mà mong bạn nam cũng có thể chia sẻ là cùng con nấu hoặc là phụ những cái công đoạn nào đó nó đơn giản. Rồi. Dạ. Vậy chú hỏi nhà trai coi nãy giờ á, cái mong muốn của nhà gái vậy đó, nhà trai thấy mình chiếm được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa chú Linh là cái mong muốn của bạn gái thì con có thể là được 99.7%. Trời ơi ngon lành chưa. 99.7 luôn á. Được. Bây giờ mình cụ thể được không nhà trai ơi? Khi mà kết hôn thì em sẽ giặt giũ nè. Trời ơi. Nấu ăn nè, đi chợ nè, rửa chén nè, quét nhà nè, lo tất tần tật ở trong nhà. Hoàn hảo. Dạ. Nhưng mà làm tháng mấy lần? Dạ là có thể là tất cả các ngày trong năm luôn. Wow. Làm mấy năm? Dạ nè, đến suốt đời luôn cũng được. Trời ơi. Hoàn hảo. Sư phụ. Kinh phục luôn. Nếu người đàn ông nào được như thế này thì quá là tốt luôn ha. Nhưng nói giữ lời nha. Dạ. Nhớ mới không nha. Có đổ thừa công việc rồi tôi không bận quá tôi cũng làm nha. Được nha. Dạ. Có như vậy là tốt rồi. Có mấy mối tình rồi? Dạ thưa chú Linh là trước đây là con có 2 mối tình, chỉ là đơn phương thôi. Mình thương người ta mà người ta không đáp lại tình cảm của mình. Đơn phương thôi hả? Dạ đúng. Trời, rồi người đàn ông hoàn hảo gì mà yêu đơn phương, phí quá ta. Sao không nói cho người ta biết con? Có nói nhưng mà là vì lúc đó là ngoại hình là không có được ok cho lắm chú Linh. Lúc ngoại hình sao? Ngoại hình lúc đó là không có được chưa có muối nào á. Không có được nhạy bén như bây giờ. À giờ là nhạy rồi đúng không? Là nhạy bén rồi.
À, dễ thương thế nào luôn. Hình mẫu lý tưởng của bên nhà gái này đã đưa rồi, ra rồi đó. Bên nhà trai đáp ứng được 99% rồi. Còn nhà trai hình mẫu lý tưởng thế nào cho nhà gái biết coi có đáp ứng được nhiều phần trăm không? Dạ thưa chú Linh, là cái hình mẫu của con thì rất là đơn giản thôi ạ. À, thứ nhất là cũng có chiều cao thôi. Cao nhiêu? Dạ là trên 1m6 là đủ rồi. Bên kia mét bên mấy? Bên đây. Dạ con 1m57 à chú Linh ơi. Chết rồi. Đôi... sao còn đôi guốc nữa? Đôi guốc nó tới 1 tấc đằng. Vậy thôi đó hả? À, còn nữa chú Linh. Gì nữa? À, chiều cao, rồi công việc ổn định, biết quan tâm và chăm sóc những người thân trong gia đình là đủ rồi. Chú thấy bên kia có đó, chú thấy được đó. Mở rào. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Chào em, chào tặng em. Tặng quà em ơi, tặng quà. Chào em. Dạ. Em có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em. Anh cũng có một món quà anh tặng em. Dạ, dạ. Cảm ơn. Mở ra coi bạn gái mình tặng. Mở. 2, 3, mở. Dạ, wow. Cái khung hình thôi ạ. Đây, để khoe cho mọi người luôn. Một cái khung hình rất là dễ thương. Giờ hình hai người khác. Đó, về nữa gắn hình hai đứa vô. Dạ. Để chúc. Dạ, đúng rồi. Hai đứa chúc xong tôi chụp đi rồi em về gắn vô luôn. Đây, ngồi về vị trí đi. Dạ. Mình cảm nhận về nhau như thế nào lần đầu tiên gặp nhau? Anh nói là quên ở Tây Ninh đúng không? Đúng rồi. Mà anh ở đây với ai ha? À, hiện tại thì anh sống ở đây một mình. Với lại trong công việc hiện tại của anh đó là mình có cái định hướng gì để phát triển xa hơn không? Tại vì nãy em nghe anh nói là anh học quản trị kinh doanh nữa, mà anh lại đi làm tài xế đó, thì đó là có phải là công việc mà anh quyết định đầu tư công sức để phát triển nó không hay là sao? Anh đang có dự định trong tương lai là sau năm 30 thì anh sẽ thành lập một doanh nghiệp riêng cho chính mình. À mà là doanh nghiệp để làm cái gì anh? Doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm cho thị trường. À mà có cụ thể là anh suy nghĩ đến là sản xuất cái gì chưa? Anh đã có rồi nhưng mà anh sẽ bí mật. À, sản xuất nước rửa chén. Dạ. Đang tính nói luôn về đội chú Linh. Rồi bây giờ thế này nè. Dạ. À, Thịnh ơi. Thịnh lại thì nắm tay bạn gái ha. Rồi yeah. Thịnh nói nãy giờ anh thấy em sao, anh cảm giác em sao. Nói với bạn gái nghe cho bạn gái biết đi. Rồi cái hát tặng bạn gái một bài nào đó. Dạ, nói chung là mình thuyết phục đi em. Thuyết phục đi chứ chị thấy là nắm hai tay bạn gái. Nhà gái của chị là ngon lành lắm á. Luôn. Qua chương trình bóng hẹn hò ngày hôm nay đến đây là một cái duyên rồi. Nếu như mà chúng ta thấy rung động thì hãy cho nhau một cơ hội. Anh sẽ hát tặng em một câu ngắn thôi để thể hiện cái sự chân thành của anh. Hiền ơi, em nghe nói nè. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu em mất rồi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng trong trái tim anh yêu mình em. Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế. Trái tim anh đã thuộc về em. Hay quá đi Thịnh. Nghe tôi nhức nhối con tim luôn. Hay của em rất là ấm. Nếu như mà có cơ hội thì anh sẽ ước một điều là anh sẽ được nắm tay mỗi ngày. Rồi. Hay quá. Về ghế thôi. Như đó là rụng rúng rồi. Như đó là ước ác lắm rồi Thịnh. The Great Wave. Toshiba. Rồi để tay nút bấm đi Thịnh. Lắng lòng mình lại kiểm tra xem có phải là nửa bánh ghép của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, đừng chờ đợi gì cả. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Nắm tay nhau chính thức đó. Hôm nay là hai bạn trẻ đã chính thức hẹn hò với nhau. Đấy, các bạn ở dưới rất hạnh phúc đúng không? Hôm nay Thịnh rất là tuyệt vời đó, tôi thấy tuyệt vời. Con cảm ơn. Một cô gái rất là hiền. Hãy chinh phục cô gái ấy, đừng bỏ qua cơ hội này Thịnh nhé. Dạ. Nào, hai đứa ôm nhau chặt cái coi. Ôm lại.
cảm giác sao Thịnh? À, cảm giác thật là sung sướng. Đây là đùa thôi chứ là rất là vui. Dạ. Sung sướng chứ ai không sướng. Cái anh này anh thiệt tình lắm. Thiệt tình đó, rất là tình luôn đó. Như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Hãy nhắm mắt lại, xem thật sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không? Nào, 3 2 1 1 Xin mời nhà gái. Mời đi Kim. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Nào, bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh. Chào anh đồng hành cùng em. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Dung. Năm nay em 29 tuổi và em đến từ Đà Lạt ạ. Con làm tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife ạ. Con làm ở Sài Gòn? Dạ không, con làm ở Đà Lạt ạ. À, hiện giờ đang sống, sinh sống và làm việc ở Đà Lạt luôn. Dạ vâng ạ. Mời nhà trai. Em tự giới thiệu, em là Đỗ Văn Tú. Năm nay 33 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa. Làm gì Tú? Dạ em làm kỹ sư cơ khí. Em có những ưu điểm, khuyết điểm gì Tú? Ưu điểm thì sống tự lập, biết nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Nhút nhát trước đám đông, với hơi nóng tính chút xíu. Em đã từng xuống Biên Hòa chưa? Dạ có rồi ạ. Có rồi hả? Dạ. Có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa thì dạ con cũng không sợ lắm, nhưng mà quan trọng là do hai người á cô. Rồi bây giờ mình nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ ưu điểm của con là một người sống rất là vui vẻ, hòa đồng, thích những công việc như là từ thiện hay là giúp đỡ người khác ạ. Còn điểm yếu? Dạ còn khuyết điểm của con thì vì con là người sống tình cảm nên là con khá là biết ướt hay khóc nhè á cô. À hay khóc nhè hả? Dạ nấu ăn thì cũng chưa được ngon ạ. Này là con làm hay là con mua? Dạ đây là con tự làm á cô. Vậy là con giỏi quá rồi, này là làm thủ công ha, khéo dạ tay đúng không? Dạ. Đường tình duyên của em trai sao nè, nói cho đàn gái kia, nói lớn lên. Dạ em thì trải qua hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì thời đi học. Rồi mối tình đầu tiên bỏ qua, mối tình sau này là mấy năm? Mối tình thứ hai thì em quen và lập gia đình được 11 năm. Của em lập gia đình rồi? Dạ vâng ạ, em sống. Được 11 năm? Dạ. Trời ơi, được mấy đứa cháu? Dạ em được hai cháu gái. Bây giờ hiện tại cháu nhỏ thì 6 tuổi ở với mẹ. Còn cháu lớn là năm nay 12 tuổi ở với em. 11 năm, lý do tại sao lại chia tay? Dạ, tại vì trong cuộc sống thì công việc của em ấy thì là hay đi công trình, đi làm xa. Mới hay nữa là em cũng vì là tính chất công việc em ham mê về công việc quá cho nên là cũng ít dành ít thời gian cho gia đình, dẫn đến tình cảm càng ngày càng nhạt phai. Lo do em đi qua xa, dạ, đi làm, em đi làm việc, em cũng chăm sóc gia đình. Dạ. Bây giờ hai đứa nhỏ, một đứa là 6 tuổi ở với mẹ, 12 tuổi với ba, vậy thời gian đó em chăm sóc đứa nhỏ? Dạ cháu lớn thì ở với em thì tại gia đang ở với ông bà nội. Bây giờ liệu là nếu mà mình lấy vợ về á thì em nghĩ là em có thể lo được cái cuộc sống cho thêm một người vợ mới và nhiều khi lại có con nữa không cưng? Dạ cái này em đủ khả năng, không dám hứa nhưng mà chắc chắn sẽ là một chỗ vợ tinh thần và vai vững chắc lo cho cuộc hôn nhân sắp tới. Chị muốn hỏi là em thì sao về cái tình duyên của em? Em cũng như anh, em cũng có một trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ ạ. Và cách đây khoảng hơn 4 năm ạ. Hơn 4 năm rồi? Dạ. Là đổ vỡ hơn 4 năm, vậy là mình có con chưa? Dạ, em có một bé gái ạ. Một bé gái hả? Dạ. Là bé ở với em? Dạ vâng ạ. Là mấy tuổi rồi? Dạ hơn 5 tuổi ạ. Cái vấn đề này thì chút xíu các bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau luôn ha, về cái vấn đề con anh con em này luôn nha. Bên đàn gái có bây giờ muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bờ vai vững chãi ạ. Về kẻ mặt tinh thần lẫn kinh tế, và phải thực sự là yêu thương con gái em ạ. Dạ, đó là một yếu tố quyết định của em. Sao em... Cái đó điều chắc chắn, tại vì em là sống nội tâm, sống rất là tình cảm. Dạ. Thì có qua có lại thôi em. Dạ. Người ta yêu con em thì em yêu con người ta. Dạ, là cái chuyện đó là hết sức là công bằng đúng không? Dạ. Thì hôm nay mình đi với ai nào? Dạ em đi với bố, con gái, anh chị em. À vậy hả, có con gái đi nữa hả? Bây giờ hỏi ý kiến con gái chút xíu đi ha, rồi qua ông nha. Con gái tên gì? Con chào ông Huỳnh Linh. Con chào bà Hồng Vân. Chào con. Con chào các quý vị khán giả.
Con tên là Trường Ngọc Quỳnh Chi. Năm nay con 5 tuổi. Con là con gái của mẹ Dung. Rồi giờ con hôm nay con muốn nói gì với mẹ nè? Con muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ có. Con nói đi. Con muốn mẹ hạnh phúc với con. Con muốn mẹ hạnh phúc với con hả? Nếu như có người nào về ở chung với con chịu không? Dạ có. Có hả? Rồi ngoan chú quá. Chú này nè, chú này về ở con có chịu không? Dạ có. Có hả? Con thấy thích chú này không? Dạ có. Có luôn. Rồi thấy cưng quá rồi đất luôn rồi đó. À, thế chương trình thì chào ông Mai và Mối. Thì dạ. Mình là bố đẻ của cháu Dung. Dạ, con chào bác. À, chào cháu. Dạ. Mình thì hiện tại đang sống ở Đà Lạt. Thì qua mình thì cháu Dung thì cũng trải qua một mối tình. Rồi là hai đứa cũng đã thương yêu nhau rồi cũng lấy nhau. Đấy, nhưng mà được hơn một năm thì là chia tay. Dạ. Nhưng do lý do ấy thì thực chất ra thì cũng Dung sống là trong nội tâm và tình cảm. Dạ. Thích người chồng phải quan tâm mình. Vì Dung rất là ước ao. Thường nghe là cứ ước ao làm sao lấy được một người chồng giống bố mình. Dạ. À. Dạ. Dạ. Thì thôi qua chương trình này thì cháu Dung đây thì cũng là cái cơ hội để hai đứa gặp nhau. Thì bác thấy cháu bên này thì cũng có nhiều cái điểm cũng giống tương đồng. Tương đồng. Dạ. Đây vì thứ nhất là cái nội tâm sống trong nội tâm thì chú sống rất là nội tâm. Dạ. Cái đó là điều quý nhất. Nhưng chú chỉ có một cái là một điều chú chỉ hỏi một cháu một điều thôi. Dạ. Trong gia đình thì nó có hai cái, thứ nhất là về kinh tế và tiền bạc. Thì cháu sẽ chọn trong cái tình cảm nhiều hơn hay là về kinh tế nhiều hơn? Dạ. Theo quan điểm của cháu. Dạ vâng, cảm ơn bác. Thì con xin trả lời câu hỏi của bác. Thì thực sự ra là trong cuộc sống thì đối với con thì cái vấn đề vật chất nó không thành vấn đề. Khi mà hai người sống mà có tình cảm thì cả dù khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì mình cũng cùng nhau bảo ban, cùng nhau vượt qua thì có tất cả. Còn nếu mà quan trọng về vật chất thì con nghĩ là cái tình cảm không bao giờ gắn bền. Đó là điều tuyệt vời. Dạ. Quan điểm đúng không chưa bác đây? Dạ. Thứ hai bác chỉ hỏi cháu một câu. Dạ. Giả sử cháu có khả năng về Đà Lạt ở với chú được. Có không? Có về không? Dạ, không đấy là điều kiện. Dạ vâng, thực sự thì con nói với bác là cái vấn đề thì khi mà hai người mà tìm hiểu mà hợp là tiến tới được với nhau thì vẫn quan trọng, thì cái vấn đề là ở đâu không quan trọng. Quan trọng chủ yếu là hai người hợp và cùng nhau bảo ban nhau làm ăn. Thì các cụ nói là đất lành chim đậu, không có căn ngại gì, vấn đề là ở đâu hay bất kỳ chỗ nào. Mình sống ở đâu thuận tiện, công việc, làm ăn mà phát huy được, phát triển được là tốt thì mình cứ phát huy. Chứ không quan trọng là phải bắt về chỗ nào chỗ nào. Rồi, nghĩa là có vẻ thấy này được ha. Đây là một chàng một người đàn ông rất là bản lĩnh đã vượt qua rồi những thử thách và sát hạch của họ nhà gái. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Ưa nhìn là được. Cao 1m55 trở nên là ok. Biết quan tâm chia sẻ. Đó, và rồi biết kính trên nhường dưới. Ồ, chào em gái. Dạ. Trời đất ơi, xinh quá trời xinh nhờ. Đúng là đường tình duyên hả? Thôi, buồn làm chi em ơi. Hết duyên tình cũng lỡ làng ha. Thôi, mà coi như là cái duyên phận nó vậy rồi, đừng buồn nữa. Mình nên mở ra một cái tương lai tươi sáng hơn nữa, mở lòng mình ra nữa ha. Dạ. Em trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với bạn thân của em ạ. Bạn thân luôn hả? Ê, bạn thân cho vài ý kiến coi nào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Vân ạ. Dạ, em là Tiền Giang, em là bạn thân của bạn Tú. Mình mong rằng là bạn Tú với bạn Dung bên đây, hai người cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau nhiều hơn để có kết quả nó tốt đẹp hơn, nhanh nhanh gần gần để cho bạn Giang được đi nhậu đám cưới. Rồi, à. Cảm ơn thằng trai. Thôi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Nào, hãy chấp lấy thời cơ, mở rào. Cô con gái quá trời xinh luôn vậy đó. Tới anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây. Cái món đó, cái gì vậy cưng? Dạ, sách ạ. Sách. Sao em lại em rất thích đọc sách luôn. Dạ, cái sở thích của em mới hay nữa là thực sự là em là con người sống nội tâm, cho nên là em tặng em gái một cái cuốn sách là Tấm Lòng Vàng. Có là bao nhiêu cái lòng tình cảm của em là dành cho trong chọn trong cuốn sách đó, thay lời em muốn nói. Thay lời muốn nói bằng cuốn sách. Rồi, mình tặng bên nhà trai đi cưng. Dạ.
Dạ, em đến từ Đà Lạt. Đà Lạt thì nổi tiếng với lại hoa và dâu tây ạ. Và em mang những đặc trưng của Đà Lạt đến tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Nice. Trước đám đông với trước một người phụ nữ xinh đẹp thì em rất là nhút nhát mà không biết thì em có làm một bài thơ gửi tặng bạn gái cũng như tất cả quý vị trong khán giả ở trong trường quay. Vì em run quá không nhớ được nên là thôi xin phép nó đọc. Bây giờ đối tượng của bạn là bạn này cho nên mình, bạn xưng là anh em đi. Dạ. Thì anh tặng em bài thơ. Chào em cô gái dễ thương, vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Đắm say những lúc nàng cười khiến anh ngây ngất cả người xuyến sao. Xinh xinh má ửng hồng đào ấy kia đầy đặn làm sao kìm lòng. Nhìn vào đôi mắt sáng trong, hồn anh đã lạc như không lối về. Nhìn nàng quả quyết, quả hết chỗ chê, chỉ sao mơ ước nàng về cùng anh. Đắp xây, xây mối mộng lành, sẻ chia bầu bạn cùng anh sớm chiều. Thỏa lòng cho một chữ yêu, điều gì em muốn anh chiều em ngay. Chung tay xây mối duyên tình thành một tổ ấm gia đình mộng mơ. Xin hết. Và thơ rất là hay và ý nghĩa luôn ạ. Em cũng là một người sống rất là lãng mạn nên là rất thích một nửa của cuộc đời mình là một người sống tình cảm và lãng mạn như vậy ạ. Em xin tặng anh bài Anh của Thùy Chi ạ. Anh vẫn đến dù trời có mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc gió rét xua tan mùa đông lạnh lùng. Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp, tựa đầu vào nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ. Như thắp ánh sáng cho tình yêu đôi mình hòa nhịp con tim ngàn lời yêu thương. Bây giờ mình hẹn hò thế nào đó, thôi mình bàn thử đi em trai. Thì thực sự thì anh ấy đang sống và làm việc ở Biên Hòa, thì vậy là anh em mình cũng khoảng cách là cũng là khá xa. Thì theo em thì anh em mình có thể tìm hiểu như thế nào nó hợp lý. Em thì từng nghe có một câu nói thì em cũng không nhớ tác giả của đó, nhưng mà đại khái nội dung như thế này. Tình yêu thì như những đốm lửa, nó sẽ bùng cháy khi mà đó là một ngọn lửa lớn, nhưng mà nó sẽ bị dập tắt khi đó là những đốm lửa nhỏ. Nếu như mà thực sự trong xa cách, nếu như hai người thực sự yêu thương nhau thì đó không phải là một rào cản. Tình yêu mà nó đủ chín mùi thì kể cả xa cỡ nào thì anh cũng có thể cố gắng và vượt qua được hết. Cái đó là cũng là một cái sự thử thách ban đầu. Chủ yếu là hai người có dành chọn cái tình cảm cho nhau hay không thôi. Hiện giờ cái kinh tế của em đang ổn định không? Dạ, kinh tế em thì ổn định. Như nãy em chia sẻ là em cần một người cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng không? Dạ. Thì liệu rằng cái công việc của bạn này lên Đà Lạt có phát triển được không? Khi mà bạn phải làm lại từ đầu. Thì cái đó là tụi em phải tự tìm hiểu và nói với nhau. Tức là khi mà mình đã là trưởng thành rồi thì những cái điều đó là mình phải gọi là giống như lật bài ngửa với nhau hết thì mới có thể bền chặt được. Chứ còn bây giờ không còn là yêu đương vớ vẩn nữa mà phải là yêu và đi đến một cái gì đó nó kết thúc viên mãn, đúng không? Dạ. Vâng. Tại vì thực sự cảm ơn chị, là tại vì là đúng ra thì công việc của em thì làm chỗ nào cũng được, nhưng mà tại vì trên đó thì em cũng chưa biết cái mô hình như thế nào. Nhưng mà một cái thành phố du lịch và đang rất là nổi thì em nghĩ là cái vấn đề đó thì không có quản ngại gì hết. Anh nghĩ thế này, với một người yêu xinh xắn thế này, một cô vợ tương lai đẹp thế này thì ở đâu mình cũng đi, thậm chí trong rừng mình cũng vô luôn. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng là tình yêu thăng hoa, chúng ta có thể làm tất cả mọi việc. Dạ. Như nãy em nói là quan trọng là tình cảm. Dạ. Còn công việc ở đâu chúng ta cố gắng thì nó cũng sẽ thành công thôi. Dạ. Chứ bây giờ anh hỏi thật sự là trái tim em có rung động trước đối phương chưa? Thực sự là em rất là rung động chứ không phải rung động nữa. Trời, nhìn là thấy rung động toàn phần rồi. Cô gái xinh đẹp như thế, vấn đề là chúng ta đủ sức để có thể lo cho hai đứa nhỏ, rồi còn một đứa nhỏ ở nhà bên vợ cũ nữa ha. Nói gì nói, mình cũng phải có trách nhiệm với những đứa trẻ đó. Thấy không? Bây giờ em nói một câu gì để thuyết phục cô này, đơn giản như vậy thôi. Nào, hãy nói những cái gì mà từ trái tim của mình, nói thật lòng với cô ấy đi. Anh với em tới đây cũng là một cái duyên, thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Yêu là yêu thật lòng. Anh không hứa là cho mẹ con em một cái giàu sang phú quý,
nhưng anh cũng sẽ là một chỗ dựa tinh thần, một cái bảo vai vững chắc để làm điểm tựa cho hai mẹ con cùng với bố con anh phát huy và tiến tới gia đình phát triển kinh tế một cách tốt nhất và nhanh nhất. Không giàu sang phú quý nhưng mà phải đủ ăn đủ mặc. Dạ, đúng rồi. Hãy quên cái chữ đó. Dạ. Đủ ăn đủ mặc là phải yên bình, phải dư chút đỉnh thôi chứ ăn đủ mặc cái không đó được thì đâu. Điều đó là rất là chắc chắn rồi. Rồi, ok. Dạ. Còn chuyện bấm nút hay không, trả lời thế nào là phụ thuộc vào cô gái. Dạ. Hai bạn hãy để tay vào nút bấm. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ sức để chúng ta cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Cảm nhận không đúng, chúng ta không cần phải bấm nút. Hãy nhắm mắt lại, xem thực sự hình ảnh nãy giờ, câu chuyện nãy giờ nó có rung động con tim của mình hay không. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả, bởi cái nút bấm nó hết sức quan trọng nha các bạn. Duyên nằm ở đó. Nào, 3 2 1 1 Hết thời gian. Bấm nút. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau, đồng ý cho nhau một cơ hội. Hứa gì với bố vợ tương lai đi? Con xin hứa với bác, với gia đình nhà gái thì con là người sống rất là nội tâm, thì con sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội là chỗ dựa tinh thần cũng như vật chất là vững chắc nhất để lo cho gia đình sau này phát triển kinh tế tốt nhất. Tất cả những lời hứa đó nó còn mãi mãi trên truyền hình nha. Không bao giờ phai cả, và hứa gì thì nhớ đó. Xin phép bố cho hôn bạn gái. Con xin phép bác cho con hôn gái. Nè em, em nói gì với con bé kia kìa? Con có thích đi chơi cùng với chú với mẹ không? Là có. Nó vợ gì cũng có chứ.